Dưỡng Huynh nghi ngờ nàng yêu thầm hắn, liền tống nàng vào nơi cấm yêu đương. Sau khi trải qua nhiều tra tấn vô nhân đạo, nàng liền khuất phục dưới lời nói của tiên sinh. Từ đó mắc phải khủng nam chứng, tránh xa người khác giới. Dưỡng Huynh Khương Ninh Hoài rất hài lòng với hiệu quả này. Hắn lên tiếng an ủi, ta nên đưa muội vào đây sớm hơn. Khi thấy Khương Niệm chằng chịt vết thương, hắn mới hiểu mình đã sai, quỳ xuống xin nàng tha thứ. Năm thứ ba bị đưa vào thư viện Ngô Đồng, cuối cùng Khương Ninh Hoài cũng cử người tới đón nàng, túc hạ nhân trong tướng phủ tới đón. Nàng đang quỳ trước thư đường có bông tuyết bay đầy trời, đọc từng câu chữ trong quyển Nữ Giới. Vì bị quỳ rất lâu, cộng thêm không khí lạnh nên đầu gối đã trở nên tê cứng. Khương Niệm cũng không dám dừng lại, vẫn đọc to quyển sách trên tay. Chỉ vì một khi nàng dừng, nữ tiên sinh trong thư viện sẽ xuất hiện tiếp tục đánh đòn, thậm chí còn đưa nàng đến vực thẳm vô tận lần nữa. Ba năm trước, Khương Niệm bị Khương Ninh Hoài đưa tới đây, cuộc đời nàng chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Thư viện Ngô Đồng là thư viện nữ đức nổi tiếng trong kinh thành, được ca tụng là nơi cấm yêu đương, nhưng rất ít gia đình quý tộc gửi con gái đến đó. Vì một khi đi vào, chính là thừa nhận phẩm giá của con gái mình không đoan trang. Ngược lại, một vài nữ tử mắc sai lầm, vào đây chưa được vài năm thì trở nên lễ nghĩa chu toàn, tính cách ngoan ngoãn. Lúc vừa đến nơi này, Khương Niệm cũng cho rằng đây chỉ là thư viện bình thường, chỉ cần học xong, nàng còn trở về nhà họ Khương, vẫn là dưỡng nữ được họ cưng chiều. Nhưng Khương Niệm lần đầu mắc lỗi, cơn ác mộng của nàng đã bắt đầu. Khương Niệm bị nhốt vào căn phòng nhỏ tối om, tay chân bị trói, đám tay sai dùng roi nhúng nước muối quất rất mạnh tay. Tiên sinh thì ngồi trên ghế tận hưởng tiếng hét của nàng, cho đến khi cả người đầy vết sẹo cũng không chịu được nữa, ngã trong vũng máu, bọn họ mới dừng tay. Lúc đầu họ cũng chần chừ liệu mình ra tay có quá tàn nhẫn không, nhưng tiên sinh chỉ bật cười. Khương công tử đã dặn dò cần phải quản giáo nghiêm khắc, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần làm nàng ta trở nên ngoan ngoãn là được. Bị đánh mỗi ngày khiến nàng cuối cùng cũng từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình, bắt đầu xin họ tha cho. Do đó lúc người của tướng phủ tới đón, Khương Niệm không dám có hành động gì. Ở thư viện, tra tấn hàng ngày còn chưa đủ, nàng bị tiên sinh nhốt trong căn nhà nhỏ, để đám tay sai cười nham nhở và cấu vào cánh tay. Khương Niệm khóc lóc la hét, ta là tiểu thư của tướng phủ, nếu để huynh trưởng ta biết được, chắc chắn sẽ không tha cho các người. Họ cười ra tiếng hưởng thụ sự vùng vẫy của nàng. Xì, hàng giả mà còn nói là tiểu thư tướng phủ, đã tìm được tiểu thư đích thực của tướng phủ rồi. Đừng quên, lúc trước ngươi còn mưu hại tiểu thư tướng phủ đấy, ngươi cho rằng huynh trưởng sẽ tha cho ngươi à? Họ nhổ nước bọt vào Khương Niệm, mùi hôi tanh tràn ngập khoang mũi. Bây giờ ngươi đã vào thư viện của bọn ta, là nữ tử hạ đẳng nhất, nên nghĩ cho kỹ làm sao nịnh bợ bọn ta thì hơn. Nếu giữa huynh của ngươi biết ngươi như vậy, còn muốn nhìn thấy ngươi ư? Giây phút đó, nàng ngưng dãy rủa, nước mắt như hạt châu bị vỡ không ngừng rơi xuống. Khương Niệm cũng hiểu ra một sự thật, sẽ không ai đến cứu nàng cả. Người nhà nàng từng trân trọng, người mà nàng cẩn thận giấu trong lòng cũng sẽ không muốn gặp nàng nữa. Tiên sinh của thư viện luôn có cách ngăn nàng làm mình bị thương. Bà ta không để Khương Niệm chết mà sẽ hành hạ vô số lần lên người nàng. Đây là quy tắc dạy tại thư viện Ngô Đồng, cũng là nguyên nhân sau khi các nữ tử ra ngoài, tính cách ngoan ngoãn. Hạ nhân của tướng phủ đi tới trước mặt nàng, muốn đỡ Khương Niệm dậy. Tiên sinh trong phòng không nghe thấy tiếng động nào, tức giận cầm roi đi ra ngoài. Nhưng khi thấy cảnh trong sân lại không lên tiếng, chỉ còn nụ cười duyên dáng trên môi. Phiền mọi người chờ đã, Khương tiểu thư là học sinh ta vừa ý nhất, để ta dặn dò cho ấy vài câu. Tiên sinh kéo nàng vào phòng, giơ tay tát nàng một cái. Xì, coi như ngươi tốt số, người của tướng phủ còn nhớ đến ngươi, sau khi ra ngoài, cái gì nên nói cái gì không? Chắc ngươi cũng hiểu nhỉ? Bà ta hung dữ nhìn Khương Niệm, cả người nàng run lên, chỉ biết gật đầu vâng lời. Cả đời này, nàng sẽ không bao giờ quên ánh mắt này. Chỉ cần tiên sinh lộ ra ánh mắt này, kết cục của nàng sẽ là căn phòng nhỏ không thấy ánh mặt trời kia. Quả nhiên một giây sau, tiên sinh vẫy tay, lập tức có một gã tài sai đi vào. Ngươi thu dọn giúp nàng ta đi, còn những thứ khác, tùy ngươi thôi. Tiên sinh nở nụ cười với ý vị sâu xa, nếu không ngươi sẽ không nếm được mùi vị của nàng ta một thời gian đấy. Nàng lại bị ức hiếp nhưng vẫn không cách nào phản kháng, anh chịu đựng nỗi đau thể xác. Cuối cùng sự tra tấn này cũng kết thúc, Khương Niệm được trải đầu gọn gàng và đưa lên xe ngựa về tướng phủ. Xe ngựa đi tới trước cổng tướng phủ, Vân Tang hầu hạ nàng từ nhỏ đã chờ sẵn ngoài cửa. Đứng bên cạnh nàng là Khương Ninh Hoài, người từng khiến tim Khương Niệm rung động, cũng là người khiến nàng lo sợ trong lòng. Đám hạ nhân muốn đỡ nàng xuống xe, nàng vô thức muốn tránh đi. Bao năm qua, Khương Niệm cực kỳ lo sợ người khác đụng chạm, chỉ một chút cũng khiến nàng nhớ đến ngày tháng sống không bằng chết. Do quỳ trong thời gian dài, hai chân đã không nghe lời, không có người dìu, nàng quỳ mọp xuống đất, đôi chân bỗng thấy đau thấu tim. Vân Tang lập tức tiến lên muốn đỡ Khương Niệm, nàng ấy khóc lóc nhìn nàng, tiểu thư chịu khổ rồi, sao lại ra nông nỗi này. Khương Niệm hơi ngây người, Khương Ninh Hoài đã đi tới trước mặt nàng từ lâu. Hắn nhìn Khương Niệm, ánh mắt hiện lên sự ghê tởm và xa lánh khi biết được nàng ái mộ hắn. Khương Niệm ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát, nàng hất tay Vân Tang muốn đỡ mình dậy. Trong 3 năm, Khương Niệm đã mơ thấy cảnh đó vô số lần. Nàng bị Vu Oan hạ độc mưu sát đích nữ của tướng phủ Khương Giao. Đám hạ nhân lật xem chồng thư tình trong phòng nàng viết cho Khương Ninh Hoài. Ánh mắt của mọi người và xì xào bàn tán đổ dồn vào nàng. Ngay cả Khương Ninh Hoài cũng sụ mặt, hắn dùng giọng điệu chán ghét, bắt đầu cơn ác mộng trong 3 năm qua của nàng. Gặp lại hắn, trái tim Khương Niệm đã không còn sự rung động của thiếu nữ ngày xưa, chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. Nàng sợ Khương Ninh Hoài thấy vết sẹo khó coi dưới bộ quần áo, biết được mọi chuyện của mình suốt 3 năm qua sẽ chán ghét vì nàng không biết xấu hổ, rồi lại đưa Khương Niệm trở về đó. Hóa
hoặc hắn sẽ ra tay kết liễu giữa muội khiến hắn hổ thẹn vô số lần này. Thiếu gia, dân nữ cũng không dám nữa, dân nữ cũng không dám mến mộ ngài nữa, cũng không dám phá quy tắc, càng không dám hạ độc mưu sát tiểu thư, chỉ xin thiếu gia tha cho dân nữ một con đường sống. Tha cho dân nữ từng mắc sai lầm, Cương Nghiệm quỳ trước mặt hắn, cả người run rẩy, không ngừng dập đầu cố kìm nước mắt muốn trào ra. Vân Tang ngạc nhiên khóc thét lên, "Tiểu thư, người vẫn là tiểu thư của tướng phủ, sao lại nói những lời như thế?" Giọng lạnh lùng của Khương Ninh Hoài vang lên, xem ra mấy năm nay ở thư viện đã học được bản lĩnh thật sự rồi. Hắn khom người xuống, kéo nàng dậy, nhưng lúc nắm cổ tay nàng, hắn có vẻ ngây người. Im lặng một lúc lâu, hắn thở dài, "Khương Nghiệm, sao muội lại gầy thế này?" Nàng không dám trả lời, thậm chí không dám có bất kỳ động tác nào. Khương Nghiệm sợ hắn không hài lòng với sự ngoan ngoãn của mình, càng sợ Khương Ninh Hoài sẽ đưa nàng về nơi ác mộng đó. Khương Ninh Hoài thờ ơ lên tiếng, "Ngày trước muội luôn kiêu căng kén ăn, xem ra không vừa ý với thức ăn trong thư viện rồi." Khương Nghiệm điên cuồng lắc đầu, nước mắt như muốn trực trào, "Không, thư viện rất tốt, là lỗi của ta, là ta kiêu căng, giờ ta đã thay đổi hoàn toàn, ta cũng sẽ không kén ăn nữa." Khương Ninh Hoài chau mày, thả tay đang nắm tay nàng ra, "Khương Nghiệm, muội không cần tỏ ra hèn mọn để ta thương xót muội nữa." "Vô dụng thôi, trái tim vốn đã không còn đau nữa, hình như lại âm ỉ nhói đau." Khương Nghiệm quỳ xuống lần nữa, run rẩy và không ngừng dập đầu. Khương Ninh Hoài lại hừ lạnh một tiếng rồi vất áo bỏ đi. Vân Tang vội đỡ nàng dậy, dìu Khương Nghiệm đi vào tướng phủ. Nàng ấy muốn chải đầu cho nàng nhưng bị Khương Nghiệm ngăn lại. Nàng không muốn để Vân Tang thấy cơ thể cực kỳ dơ bẩn này, cũng không muốn nàng ấy đau lòng vì mình. Khương Nghiệm kỳ cọ cơ thể hết lần này tới lần khác, cho đến khi bên ngoài có người gọi, nói là cha mẹ nuôi muốn gặp, nàng mới mặc lại quần áo chỉnh tề và đi ra. Vừa tới sảnh lớn, nàng thấy Khương Giao được cha mẹ nuôi vây quanh, nàng ta là đại tiểu thư đích thực của tướng phủ, là Minh Châu cha mẹ nuôi lạc mất và tìm lại được. Còn Khương Nghiệm trong mắt họ chỉ là thế thân cho Khương Giao, một vật dẫn phó thác nỗi nhung nhớ của họ về con gái. Nàng hành lễ theo quy tắc, dân nữ tham kiến thừa tướng phu nhân, đại tiểu thư. Đám đông trong sảnh lớn vốn đang nói cười bỗng im bặt, đồng loạt nhìn về phía Khương Nghiệm. Nàng nhìn xung quanh, lại phát hiện hôm nay ngoài người của nhà họ Khương gia, còn có quý nhân thế gia khác đến. Mẹ Khương lên tiếng trước, bà ta thở dài, "Về rồi à, về rồi thì tốt, Nghiệm nhi, chúng ta đừng nói về sai lầm trong quá khứ nữa, sau này con vẫn là con gái ngoan của chúng ta." Khương Nghiệm gục đầu, cung kính trả lời, "Dân nữ không dám, chỉ mong phu nhân có thể ban cho cơm nước là ta đã mãn nguyện rồi." Cha Khương gật đầu, lên tiếng an ủi, "Xem ra vẫn là Ninh Hoài có cách, nên đưa tới thư viện Ngô Đồng cho con học quy tắc từ lâu mới phải. Thôi bỉ đi, con ngồi xuống dùng bữa trước đã." Khương Nghiệm vẫn quỳ dưới đất, không có động tác gì tiếp theo. Phu nhân và đại nhân dùng bữa trước, dân nữ hầu bên cạnh là được. Khương Giao dịu dàng lên tiếng, "Muội muội nói thế là sao? Nếu muội đã trở về, vẫn là nhị tiểu thư của tướng phủ." Ba chữ nhị tiểu thư khiến nàng chợt ngây người tại chỗ. Ký ức về cơn ác mộng lại dâng trào, trong căn phòng đó, họ cũng gọi nàng là nhị tiểu thư, nhưng giọng nói không hề che đậy sự khinh miệt và chế giễu. Tiên sinh quất roi lên người Khương Nghiệm, bảo nàng dỡ bỏ dáng vẻ của nhị tiểu thư. Nàng run lên cầm cập, gục đầu run rẩy trả lời, "Không dám, dân nữ không dám." Khương Ninh Hoài không biết xuất hiện ở phía sau từ khi nào. Hắn bật cười, "Sao thế, không ngờ bây giờ còn giả bộ à? Khương Nghiệm, tốt nhất muội đừng được nước lấn tới." Nói xong, hắn kéo nàng đứng lên giữa đám đông, vô số ánh mắt trần trụi nhìn lên người Khương Nghiệm. Nàng hoảng sợ, giãy giụa khỏi tay của Khương Ninh Hoài. "Đừng đừng mà, ta không muốn." Khương Ninh Hoài trầm giọng nói, "Khương Nghiệm, rốt cuộc muội đang quậy gì đấy?" Nàng nhìn hắn, nước mắt mông lung, miệng mấp máy nhưng không nói ra điều gì. Hắn tưởng nàng đang quậy, nàng chính là đang quậy. Trước nay hắn không bao giờ nghe nàng giải thích, chắc cũng không muốn nghe những gì nàng gặp trong mấy năm qua. Những điều này sợ sẽ làm bẩn đôi tai của hắn mà thôi. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh lọt vào tai Khương Nghiệm. "Đây là dưỡng nữ kia à? Đúng là không nhìn ra, mới có 3 năm sao đã thay đổi khác thế? Dưỡng nữ gì chứ? Ta thấy dáng vẻ hèn mọn khi nãy của nàng ta, nói ra chẳng khác gì hạ nhân là bao." Đột nhiên Khương Ninh Hoài lạnh lùng nói, "Các ngươi cũng xứng thảo luận về nhị tiểu thư của tướng phủ à?" Hắn nhìn người đang nói chuyện rồi cười mỉa, "Nhà họ Vân bàn tán về người của tướng phủ ngay tại đây, có phải không biết chừng mực rồi không? Nếu đã như vậy, từ nay nhà họ Viên đừng xuất hiện tại tướng phủ nữa." Hắn vừa nói xong, lập tức có hạ nhân tiến lên kéo người kia ra ngoài, cung kính lên tiếng, "Mời." Người nọ bị lôi ra ngoài dưới cái nhìn của mọi người. Trong giây lát, sảnh lớn im ắng như tờ. Khương Ninh Hoài nghiêm nghị nhìn quanh sảnh lớn, "Nếu đã đón Khương Nghiệm trở về thì là nhị tiểu thư của tướng phủ, cấm kẻ khác đàm tiếu." Khương Nghiệm gục đầu, biết Khương Ninh Hoài không phải nói đỡ cho mình, mà vì thể diện của Khương phủ, nàng bị hắn gắt gao đè xuống chỗ ngồi, im lặng dùng xong bữa tối dài dằng dặc này. Thấy mọi người đều dùng bữa xong, Khương Giao ngồi bên cạnh nàng lại lên tiếng, "Tướng phủ đã chuẩn bị bàn tiệc ngắm hoa xem kịch cho mọi người, mong mọi người di chuyển đến hoa viên phía trước." Nàng ta đứng dậy và kéo theo Khương Nghiệm. Khương Giao đến gần nàng, nụ cười nơi khóe miệng đầy ác ý, "Nhị muội muội, nghĩ đến 3 năm nay muội học quy tắc dưới trướng tiên sinh, dĩ nhiên là không tệ, chi bằng để cha mẹ xem thử một phen." Nói xong, Khương Giao cười nhẹ rồi đi tới trước mặt Khương Nghiệm. Nàng im lặng dõi theo bóng lưng nàng ta, trong đầu vang vọng lời Khương Giao nói khi nãy, cho dù 3 năm trước nàng bị Vu Oan hạ độc, hay tâm tư nàng dành cho Khương Ninh Hoài bị vạch trần, đều là kiệt tác của Khương Giao. Nàng ta mua chuộc tỷ nữ bên cạnh Khương Nghiệm, chuẩn bị xong mọi thứ, đợi Khương Ninh Hoài bắt tay điều tra. Tỷ nữ kia treo cổ tự tử từ lâu, chứ
trước khi chết còn để lại một bức thư thuật lại tội trạng của nàng. Nhà họ Khương thậm chí không điều tra thêm nữa mà trực tiếp định tội Khương Nghiêm, vứt nàng vào thư viện, tự sinh tự diệt. Nàng cười gượng, cũng phải, con gái đích thực của họ đã về, làm gì còn chỗ cho mình. Nàng đi theo mọi người tới hậu hoa viên, sân khấu và bàn ghế đã được bày sẵn ngoài này. Khương Nghiêm định ngồi xuống, Khương Giao lại ngăn nàng lại. Nàng ta chỉ lên sân khấu, cao giọng nói, tiên sinh của thư viện nói nhị muội muội là học sinh bà ta tâm đắc nhất, để chào mừng muội ấy trở về, còn đặc biệt cử người đến biểu diễn chúc mừng. Khương Nghiêm vừa nghe hai chữ thư viện, trên mặt không giấu được nỗi sợ hãi. Nàng cứng ngắc nhìn lên, nam tử trên sân khấu cầm roi, nhìn thẳng vào nàng. Khương Nghiêm gần như nghẹt thở. Khương Giao lại nói tiếp, tiên sinh nói vị này giỏi nghịch roi nhất nên cố ý cử đến cho muội muội ngắm, mong muội muội mãi không quên ân dạy dỗ của thư viện. Nam tử trên sân khấu nhận chỉ thị, bắt đầu vung chiếc roi ngay. Tiếng roi dài chạm đất nghe giòn giã, rơi vào tai Khương Nghiêm như tiếng gọi từ địa ngục. Nàng điên cuồng lắc đầu, quay người muốn thoát khỏi nơi này. Nàng hiểu rồi, đây là lời cảnh cáo tiên sinh dành cho mình, nếu mình dám nói ra, có khi nào sẽ bị bắt trở về nơi đó. Khương Ninh Hoài nhận ra Khương Nghiêm có gì đó không ổn. Hắn cau mày, bước tới bắt lấy nàng. Khương Nghiêm, muội sao thế? Nàng hất tay hắn, không ngừng lùi về phía sau. Không, ta không dám đâu, ta sẽ không nói đâu. Dưới chân bị hụt, tiếng hò hét của đám đông, nàng rơi xuống hồ lạnh. Ý thức mơ hồ, nàng lại mơ hồ nhìn thấy Khương Ninh Hoài nhảy vào trong hồ. Hắn ôm nàng, gọi Khương Nghiêm như điên. Khương Nghiêm, Khương Nghiêm, muội không được xảy ra chuyện, mau gọi Lang Trung. Bây giờ Khương Nghiêm thật sự không hiểu nổi hắn nữa, rõ ràng lúc trước còn chán ghét, muốn nàng đi chết, khiến nàng sống không bằng chết suốt bao năm, nhưng giờ nàng thật sự xảy ra chuyện, sao hắn lại căng thẳng thế kia. Không biết đã qua bao lâu, lúc tỉnh lại lần nữa, nàng lại nghe thấy tiếng của Khương Ninh Hoài. Cơ thể muội ấy yếu ớt cũng thôi đi, nhưng chân của muội ấy bị làm sao thế? Tại sao khi gặp lạnh, chân muội ấy lại không thể đi đứng bình thường? Khương Nghiêm nhếch môi cười mỉa, còn tại sao nữa? Tiên sinh thích giày vò nàng, ngày đông của tháng 12 âm lịch đều bảo nàng phải quỳ trong sân đọc sách. Làm sao chân nàng lành lặn giống như lúc trước được? Lúc trước nàng thích nhảy múa nhất, một điệu nhảy từng lay động kinh thành, giờ đây lại không được như thế nữa. Giọng run rẩy của Lang Trung truyền đến tai, chân của nhị tiểu thư trông như bị phạt quỳ hàng năm, cộng thêm cơ thể không đủ dinh dưỡng, giờ chân không thể hồi phục lại được nữa. Khương Ninh Hoài im lặng một lúc, rồi đập vỡ tách trà trên tay. Ánh mắt cũng trở nên hung tợn, bảo tiên sinh trong thư viện qua đây một chuyến, cứ nói ta có việc dặn dò. Khương Ninh Hoài rời đi rất lâu, Khương Nghiệm cũng ngủ thêm, hẳn nàng đã lâu không thấy dáng vẻ căng thẳng của hắn như thế. Lần đầu Khương Nghiệm gặp Khương Ninh Hoài cực kỳ sợ huynh trưởng này. Nàng trốn sau lưng mẹ Khương, sợ sệt nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn. Mẹ Khương an ủi nàng, "Uyển Uyển, đừng sợ, đây là huynh trưởng con." Cuối cùng Khương Ninh Hoài cũng lạnh lùng nhìn nàng, hắn móc một cây châm từ phía sau lưng ra, kiểu dáng trông có vẻ hơi lạ. Phía trên khảm rất nhiều đá quý hoa lệ, hắn nhanh chóng nhét cây châm vào lòng Khương Nghiệm rồi lên tiếng với vẻ khó chịu. Nghe nói nữ tử các muội đều thích những thứ này, ta cố tình chuẩn bị cho muội đấy. Khương Nghiệm ngây người nhìn cây châm trong tay, phải nói là rất xấu, ngay cả mẹ Khương cũng bất lực lên tiếng, làm gì có cây châm nào khảm nhiều đá quý thế này. Đây là do huynh trưởng biết con sắp đến, mất nhiều ngày mới chính tay làm ra nó tặng con. Trong lòng nàng dường như có vẻ xúc động, từ nhỏ Khương Nghiệm không cha không mẹ, được thúc thẩm nuôi lớn, cũng chưa từng được người khác quan tâm và coi trọng. Nàng vội cài châm lên đầu, do trọng lượng của đá quý nặng đến mức nàng không ngẩng đầu lên được, nhưng Khương Nghiệm vẫn cố nở nụ cười, muội rất thích, cảm ơn huynh trưởng. Nàng nhớ rất rõ khi đó vành tai của Khương Ninh Hoài đỏ ửng, từ đó về sau hắn đều đưa thứ tốt nhất đến trước mặt Khương Nghiệm. Hắn lạnh lùng với người ngoài nhưng chỉ dịu dàng với một mình nàng, cứ như thế Khương Nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn. Cho đến khi Khương Giao xuất hiện, mọi chuyện đều thay đổi. Nàng ta mặt mày tái nhợt nằm trên giường, còn Khương Nghiệm bị buộc tội là người làm hại Khương Giao. Cả những bức thư nàng đã giấu trong phòng suốt mấy chục năm qua cuối cùng bị bại lộ trước mặt đám đông. Ánh mắt ghét bỏ của Khương Ninh Hoài, giọng nói lạnh nhạt của người nhà họ Khương triệt để đẩy nàng vào vực thẳm. Trong vực thẳm ấy là ánh mắt khinh thường của tiên sinh và chiếc roi nhúng nước muối trên người, là đám tay sai phớt lờ sự giãy giụa bổ nhào qua mặt nàng la khóc, cũng là tiếng đọc sách khi nàng quỳ trong sân giữa trời đông giá rét. Khương Nghiệm nghĩ chắc nàng mãi mãi không thoát khỏi vực thẳm này rồi. Trong lúc mê man, hình như nàng nghe được tiếng khóc của người bên cạnh. Là ai đấy? Trong phủ này chắc cũng chỉ có Vân Tàng khóc vì nàng thôi. Khương Nghiệm cố gắng mở mắt ra, lại thấy Khương Ninh Hoài đỏ mắt ngồi bên giường. Thấy nàng tỉnh lại, hắn vội cúi người kiểm tra tình hình cho Khương Nghiêm. "Uyển Uyển, muội tỉnh rồi, bây giờ cảm thấy sao rồi?" Không đợi nàng phản ứng lại, Khương Ninh Hoài đỡ Khương Nghiêm ngồi dậy, bưng bát thuốc định đút cho nàng uống. "Nào, uống thuốc." Nàng vô thức muốn tránh, yên lặng nhìn Khương Ninh Hoài. Khương Nghiêm ngày càng không hiểu nổi hắn, rõ ràng khi biết tâm tư của mình thì hận và chán ghét mình như thế, nhưng giờ lại chịu ngồi đây chăm sóc nàng. Khương Ninh Hoài sững sờ, cụp mắt xuống. "Uyển Uyển, ta đã hỏi tiên sinh của thư viện rồi, những năm qua muội chịu khổ rồi. Ta không ngờ quy tắc của thư viện Ngô Đồng lại nghiêm khắc như thế, cũng không nghĩ họ thật sự bảo muội chịu phạt, là lỗi của ta, không nên để tiểu thư nuông chiều từ bé như muội đến đó." Nàng ngẩn người, cảnh tượng trong cơn ác mộng 3 năm qua hiện ra trước mắt. Chỉ một câu xin lỗi của Khương Ninh Hoài là cho qua hết sao? Nàng ngượng cười khó coi, "Dân nữ không dám, dân nữ chỉ là dưỡng nữ mà thôi, dù gì chẳng phải muội muội ruột của ngài, thân phận hèn mọn nào dám bắt ngài nhận sai." Nàng gục đầu, khẽ lên tiếng, "Vậy ngài muốn xử trí những người trong thư viện thế nào?" Nàng siết chặt góc chăn, nỗi hận trong lòng dâng trào.
cho dù nàng xuống địa ngục cũng phải kéo những người đó theo. Nhưng một giây sau, câu nói của Khương Ninh Hoài khiến nàng rơi vào hầm băng. Hắn chau mày, khôi phục vẻ lạnh lùng như trước. "Khương Niệm, tiên sinh ở thư viện muốn tốt cho muội thôi."